Thưa quý vị và các bạn, một số lòng hồ thủy điện và hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Con Tum thời gian gần đây xảy ra tình trạng ứ động các loại rác thải như rác thải sinh hoạt, cây cối, xác động vật với khối lượng lớn gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống xung quanh. Sau những trận mưa đầu mùa vừa qua, trên lòng hồ thủy điện Pleikon thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, xuất hiện một lượng rác lớn là cỏ, cây cối và nhiều loại rác thải sinh hoạt khác trôi về từ thượng nguồn, ứ đọng tại lòng hồ, phân hủy gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên hiện nay lượng rác này chưa được xử lý. Anh Lê Đình Hòa, cán bộ quản lý vận hành các nhà máy thủy điện của Công ty Cổ phần Tấn Phát cho biết, năm nào rác cũng ứ đọng rất nhiều ở lòng hồ thủy điện Plekton. Thực ra thì nhà máy luôn luôn bố trí vớt rác liên tục hàng ngày. Sau khi mà vận hành thì nhà máy sẽ cắt cử ca lên phiên để thực hiện vớt rác. Nhưng vừa như lúc nãy vừa nói thì vào đồng vào mưa chiều nào trời cũng mưa lớn. Thì lượng rác về rất lớn thì nhà máy cũng huy động hết nhân lực nhưng cũng có một phần đã chưa 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 hết được so với tiến độ trục vớt rác hàng ngày hàng tuần nhưng thực tế trên bề mặt hồ này có rất nhiều rác thải đã ứ động từ rất lâu theo quan sát của phóng viên có rất nhiều rác nổi trên bề mặt có nơi phủ kín mặt hồ hàng chục mét rác chủ yếu lật thất cây gỗ tạp tre nứa chai lọ và rác thải sinh hoạt khác với lượng rác lớn ứ động lâu ngày trong lòng hồ thủy điện khi phân hủy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và gây ô nhiễm môi trường cho vùng hạ lưu. Không chỉ lòng hồ thủy điện Pleikon ứ động rác, hiện nay một số lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh cũng trong tình trạng bồi lắng và tồn đọng đủ loại rác. Trong khi đó, các chủ đầu tư đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết rất cụ thể về việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trước khi bắt tay xây dựng các công trình này. Bên cạnh tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lòng hồ thủy điện, hiện nay các hệ thống thủy lợi cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng ứ động rác thải sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến chức năng tưới tiêu của các công trình. Đơn cử tại địa bàn huyện Ngọc Hồi, trạm quản lý thủy đông huyện Ngọc Hồi hiện đang quản lý hồ thủy lợi Đắc Hơ Niêng ở xã Bờ Y. Hồ chứa này phục vụ tưới tiêu cho hai xã Bờ Y và Đắc Số với hệ thống kênh tưới dài 6,6 km do hệ thống kênh thủy lợi đa phần đi qua khu dân cư nên thời gian qua đã xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt dồn ứ tại các kênh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc vận hành điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất. Hiện tại là các có khoảng 6 điểm là nằm trên của thôn Ngọc Hải của xã Đắc Số là các tồn tại của các bậc nước là dồn về của rác thải rất là lớn và gây ô nhiễm môi trường và như cái trạm trạm quản nông huyện hồi nó thường xuyên cực cử, cử nhân viên đó là là vớt nhưng mà tuy nhiên mà cái lượng rác thải trở về là rất là lớn cho nên là thường xuyên là bị gây ách, ách, ách tắc dòng chảy đặc biệt là trong mùa mùa khô hạn trước thực trạng rác thải sinh hoạt làm ách tắc hệ thống thủy lợi trên địa bàn hai xã đắc số và Bởi y Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc Hồi kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp thu gom rác thải, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn không được vứt rác thải xuống kênh mương gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến quá trình vận hành điều tiết tưới của công trình.